Môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Ninh lần thứ 9 năm 2021, qua đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, giao lưu gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị. Hôm nay, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc Giải Việt giả huyện Phú Ninh năm 2021. Đến dự khai mạc Giải Việt giả, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện, cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc huyện, cùng toàn thể các vận động viên, các đồng chí trong tổ trọng tài, cổ động viên đã có mặt trong buổi khai mạc sáng hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, tiếp theo chương trình xin được mời đại diện các đơn vị về tham dự giải. Chúng ta lên phía trên để nhận cờ lưu niệm của Ban Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện sẽ lên trao cờ cho các đơn vị. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hùng và đại diện của các đơn vị. Chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các trưởng đoàn, vận động viên và toàn thể quý vị khán giả sức khỏe. Chúc Giải Việt giả thành công tốt đẹp. Được chạy 5.000 mét năm. Chuẩn bị. Chạy.